con đi đóng tiền ngày 6 tháng 6. Con đóng tiền nè. Con đóng tiền. Dễ hả? Dạ. Đi đóng tiền. Cái cây gỗ đồ gì nè, ngày 6, ngày hôm nay ngày 6 của tháng 6 con đóng tiền nha ông bà cô chú bác ơi. Dạ. Cái ghế nè, có cái võng nữa nè cả nhà. Có ghế có võng nữa ông bà ơi. Mỗi lần mà đi vô nhà của người ta sang trọng như vậy quý vị, mấy cái đồ gỗ này nè, nó tỏ hương thơm ra, nó thơm bát quá. Đồ gỗ nè quý vị à. Trời. Dạ. Chú coi. 880 nè. Vậy ha. 1.880 ha. Bữa nay lên nữa ha. 1.880, cái này con đưa 2.000.000 nè. Ừ. Dạ. 1.880. Hoa nè quý vị ơi, hoa này là hoa lan nè quý vị, hoa lan màu vàng. Dạ. Rồi. Dạ. Bây giờ con Út sẽ lấy ve chai đi bán nha quý vị. Ngày hôm nay là ngày 6 của tháng 6, đầy ve chai bao bao rồi đi bán. Hôm nay ngày 6 của tháng 6 con Út đi bán ve chai ông bà ơi. Hai cái bao này bán ve chai. Chị đâu rồi chị ơi? Em Út lại bán ve chai nè. Bữa nay cá bao nữa nè. Bữa nay chai với lon. Căn nào? Ờ căn nào đem ra. Cái lon nha. Bao lon nữa. Quý vị ơi, đi bán cái chai nha quý vị. Rồi. Ngày 6 của tháng 6 nha quý vị. Cái lon chị căng đi, chị đổ cái bao ra em đem bao về. Bảy ký rưỡi hả? Dạ. Cái chai được 7 ký rưỡi. Bảy ký rưỡi là quý vị ơi. Được 7 ký rưỡi rồi. Yeah.
Mến chúc cho quý vị một buổi sáng an lành nha cả nhà ơi. Con chúc cho quý vị an lành và nhiều sức khỏe. Đó. Bây giờ là lấy cái bao về mình đựng tiếp nha quý vị. Lấy bao về mình đựng tiếp. Chúc cho cả nhà yêu nhiều sức khỏe. Được bao nhiêu? 90 ngàn hả? Dạ. Rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. 400 ngàn nha.